Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đến ngay chỗ nhà thờ nè, giáo xứ Phú Thọ Hòa nha các bạn. Hiện tại thì mình quay lại những cái hình ảnh về cái không khí rộn ràng đón Giáng sinh cũng như là trang trí Giáng sinh nha các bạn, của nhà thờ, khu vực nhà thờ này của bà con ở nơi đây nó như thế nào nha các bạn. Đây, đây là mình quay lại những hình ảnh này cho các bạn xem về nhà thờ này các bạn, giáo xứ Phú Thọ Hòa nha. Đó, đây là phía bên trong nè, các bạn nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp nè, có cái giáo xứ của mình nè. Bắt đầu bây giờ bà con đang làm lễ nha các bạn. Đây được trang hoàng rất đẹp bằng những cái đèn bộ, đèn led đủ màu sắc nha các bạn. Đặc biệt là có cây thông nè, cây thông này quá đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không? Cây thông này nó xung quay vòng tròn. Wow, nhìn các bạn nhìn đẹp không? Quá đẹp. Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những hình ảnh về người dân rộn ràng đón Giáng sinh, trang trí đèn Giáng sinh lung linh tại các cái điểm giáo xứ nha các bạn, tại Sài Gòn, cho các bạn xem. Đây nè các bạn nhìn thấy không? Cây thông quá đẹp. Đẹp quá các bạn ơi. Đây bên kia nữa nè. Đó, bên kia nữa nè. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ qua bên đó nha, quay cho các bạn xem luôn. Khá đẹp không các bạn? Cây thông được trang trí bằng đèn led màu xanh, được trang trí rất lớn. Đó, phía bên này nữa. Các bạn nhìn ha. Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh về người dân rộn ràng đón Giáng sinh nha các bạn. Người dân rộn ràng đón Giáng sinh. Đây, có đẹp không? Quá đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại cái không khí đón Giáng sinh của người dân nha các bạn, của các nhà thờ ở trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh nha, hay là Sài Gòn. Đó, đây được trang trí nè, đẹp không? Nhìn khá đẹp nha các bạn, rất công phu. Đây là nhà thờ Phú Thọ Hòa nha các bạn. Đây được cây thông nè, khá đẹp không? Cho các bạn xem cái không khí đón Giáng sinh nhộn nhịp của bà con nơi đây, của người dân Sài Gòn, đặc biệt là tại các giáo xứ nha các bạn, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh này cho các bạn xem thử. Ở nơi đây có rộn ràng giống như những cái nơi tỉnh thành khác hay không các bạn? Wow, cái thác nước này, thác nước quá đẹp luôn, rất công phu nha các bạn. Làm cái thác nước này rất công phu đấy. Ở dưới có cá không biết? Đó, thác nước chảy nè, con cây xanh, đèn led. Đẹp không các bạn? Đó, làm rất công phu nha các bạn, rất công phu. Kia, đèn kia nữa nè các bạn. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh cho các bạn xem về cái không khí bà con ở giáo xứ Phú Thọ Hòa nha các bạn, chuẩn bị trang hoàng lễ đón Giáng sinh. Đây là những cái cây được trang trí, được trang trí nè các bạn, một màu trắng để cho nó đẹp các bạn, giống như thể hiện cho tiết rơ đó các bạn, tiết rơ đó. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đây còn là trong kia là giáo xứ nè các bạn, giáo xứ bà con đang làm lễ nha. Vì quay lại cho các bạn xem luôn, bà con đang làm lễ.
Đó, các bạn nhìn thấy không? Cặp nữa mình sẽ quay ở phía bên ngoài nha các bạn. Phía bên ngoài cho các bạn xem. Ở phía bên ngoài người ta thắp đèn led đó, rất đẹp. Dạ. Và nhìn thấy không? Đây là cuộc sống Sài Gòn TV quay lại và giới thiệu cho các bạn phương xa thấy được cái không khí rộn ràng đón Giáng sinh của người dân Sài Gòn nha các bạn. Nhộn nhịp, rộn ràng, lung linh đón Giáng sinh nha các bạn. Đây các bạn ơi, đây là sau khi mình đi vào cái nhà thờ Phú Tàu Vàng là đó, thì mình sẽ quay lại cái khung cảnh ở bên ngoài cho các bạn xem nha. Đây có một số đoạn đường ấy, thì người ta đã bắt đầu thắp đèn điện này các bạn. Khá đẹp không? Các bạn nhìn thấy không? Khá đẹp nha. Đây là cái đoạn đường ở ngay chỗ Trần Quang Quá nha, ở phía bên hông của nhà thờ Phú Tàu Hòa nha các bạn. Khá đẹp. Và người dân cũng bắt đầu đang trang trí những cái điểm người ta chưa thắp điện, người dân chưa thắp điện cho nên các bạn. Đây các bạn xem, khá đẹp không? Đó, được trang trí rất rất đẹp. Và ban tối là mình thắp đèn lên là rất đẹp nha các bạn. Đặc biệt quá, các bạn nhìn thấy cây thông đi không? Cây thông này, cây thông quá đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn rực rỡ luôn. Đó, người ta cũng đang bắt đầu bắt đèn nha các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh về cái khu sân đạo Phú Thọ Hòa rộn ràng đón Giáng sinh cho các bạn xem. Các anh chị của bác phương xa thấy được những hình ảnh này ở tại khu sân đạo này nha các bạn. Khá đẹp không? Do mình giờ này mình đi sớm quá đó các bạn. Mình đi sớm quá nên là chưa thắp điện nhiều. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ quay lại nha các bạn. Chưa thắp điện, mình sẽ đi tìm một số cái địa điểm khác.
10 năm đó, nhưng mà sau đó mình sẽ chuyển lên trên kia, trên khu vực Bình Tân nha các bạn. Lung linh đẹp rồi các bạn. Nãy mình giờ này chắc bây giờ cứ thắp đèn. Nãy mình đi quanh này kia này. Các bạn thấy không? Lung linh. Đứng tại góc ngã tư nè. Ồ, khá đẹp. Khá lung linh không? Bắt đầu đã được thắp đèn rồi nha các bạn. Còn TV quay lại những cái hình ảnh này, những hình ảnh bắt đầu đã được thắp đèn, đèn đã được sáng trưng tại người dân trên khu phố Phú Thọ Hòa, khu vực gần nhà thờ Phú Thọ Hòa nha các bạn. Đẹp không? Phía trước nè. Ồ, quá đẹp luôn, quá lung linh luôn. Nhìn các bạn nhìn thấy không? Quá đẹp, quá lung linh luôn các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu là buổi sáng này, bây giờ cứ đẹp này đó, nhìn các bạn thấy không? Hồi nãy mình đi thì mình chưa thắp điện, giờ thắp điện nè. Nha các bạn, đây chỗ này cũng đã thắp rồi nè. Đẹp không? Sài Gòn TV quay lại cho các bạn xem những hình ảnh này. Ồ, các bạn nhìn thấy quá đẹp không? Wow. Bây giờ đèn điện đã được thắp. Đèn điện đã được thắp nha các bạn. Các bạn thấy nha, hình ảnh Merry Christmas. Bà con ở Sài Gòn đón Giáng sinh nhộn nhịp. Đó, trang trí trang hoàng trên kia nó cũng đã được thắp sáng rồi các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ quay lên đó luôn cho các bạn xem nha. Lung linh, đẹp lung linh luôn các bạn. Những hình ảnh về Sài Gòn, về người dân sống đậu Phú Thọ Hòa, trang trí đèn Giáng sinh như thế nào, có giống như những cái
con đường khác hay không nha các bạn. Quá đẹp. Cái đây là đoạn đi ra đường Tô Hiệu rồi nè các bạn, ra đường Tô Hiệu rồi. Đây là mình quay lại nha, quay lại xuống đoạn dưới kia.